Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 6 Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ Lãnh thổ Ấn Độ như hình tam giác ngược, hai bên giáp biển, cạnh phía bắc nối với châu Á, nhưng lại ngăn cách bởi dãy núi cao nhất thế giới dãy Himalaya, nên còn được gọi là tiểu lục địa Nam Á. Diện tích Ấn Độ khá rộng lớn, hơn 3 triệu km vuông, gấp khoảng 10 lần Việt Nam và gần 15 lần nước Anh. Hai bờ biển lại có hai dãy núi, Đông Gác và Tây Gác, ngăn cách bởi cao nguyên Đề Can, do toàn núi cao, rừng rậm, rừng nguyên sinh nên lãnh thổ Ấn Độ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa đông và tây, bắc và nam. Chỉ có miền bắc là bằng phẳng, bởi lưu vực của hai con sông lớn. Xưa kia, phải kể cả con sông ở tây bắc Ấn Độ, gọi là sông Ấn, Indus. Nhờ nó mà có tên gọi Ấn Độ và lãnh thổ Ấn Độ, Hindustan. Nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ còn ở đông bắc bán đảo là lưu vực sông Hằng, Gan Ga rộng lớn và màu mỡ là quê hương nơi sinh trưởng nền văn hóa truyền thống của văn minh Ấn Độ. Một nhỏ thời kỳ các quốc gia đầu tiên khoảng 1.500 năm trước Công nguyên vùng sông Hằng ở đông bắc có điều kiện thuận lợi mưa thuận gió hòa nên đã tiến bộ vượt lên có vai trò nổi trội trên cả miền Bắc Ấn Độ. Từ các bộ lạc trồng lúa và chăn nuôi trên bờ sông Hằng, bắt đầu hình thành một nhà nước đầu tiên. Đứng đầu là các tiểu vương, thường xuyên phát triển kinh tế, xây dựng đất nước lớn mạnh và tranh giành ảnh hưởng với nhau. Đến khoảng 500 năm trước Công nguyên, nước Magadha lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục người Hy Lạp đã từng đến thăm kinh đô của Magadha là Pataliputra. Kể lại, có phố dài 2 km, trên bến dưới thuyền, dọc hữu ngạn sông Hằng. Vua mở đầu nước này. Bimbisara được coi là cùng thời và là bạn của Phật Tổ. Trải qua hơn 10 đời vua, đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên, xuất hiện ông vua kiệt xuất nhất của nước này và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử ấn độ vua ashoka ashoka xây dựng đất nước hùng cường rồi đem quân đi đánh các nước nhỏ nhằm mục đích phát triển thâu tóm quyền lực và thống nhất ấn độ sau khi đánh thắng nhiều đối thủ ông đã thống nhất được gần hết bán đảo ấn độ chỉ trừ một vùng đất ở cực nam xa xôi sau là nước bandia chán cảnh binh đao tàn sát ông trở về một lòng theo đạo phật và tạo điều kiện để phật giáo truyền bá rộng khắp đất nước ấn độ ở nhiều nơi ông còn cho dựng nhiều cột đá khắc chữ gọi là chỉ dụ asoka nói về lòng sùng tín của mình và việc cai quản đất nước asoka qua đời cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên ấn độ bước vào một thời kỳ chia rẽ khủng hoảng kéo dài mấy thế kỷ cho đến đầu công nguyên hỏi quá trình hình thành và phát triển của nhà nước magadha diễn ra như thế nào hai nhỏ thời kỳ vương triều gupta và sự phát triển văn hóa truyền thống ấn độ Đến đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ đã được thống nhất lại, bước vào một thời kỳ mới phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ, thời vương triều Gupta. Vương triều này do vua Gupta lập, có vai trò tổ chức kháng cự, không cho các tộc ở Trung Á xâm lấn từ phía Tây Bắc, thống nhất miền Bắc Ấn Độ. Tiếp đó, tấn công chiếm cao nguyên Deccan, làm chủ gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ. Vương triều Gupta có chính đời vua qua gần 150 năm (năm 319 đến năm 467) vẫn giữ được sự phát triển và nát đặc sắc cả dưới thời hậu Gupta (năm 467 đến năm 606) và vương triều Sa tiếp theo năm 606 đến 647. Tức là từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ bảy. Nét đặc sắc nổi bật của thời kỳ này là sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ. Ở Bắc Ấn Độ, thành phố Kapilavastu là quê hương của nhà hiền triết Siddhartha, sau trở thành Phật tổ hiệu là Sakya Muni, tức Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua Ashoka, tiếp tục với các triều đại Gupta và Haksa, đến thế kỷ thứ bảy. Cùng với sự truyền bá Phật giáo, lòng tôn sùng đối với Phật, người ta đã làm hàng chục ngôi chùa hang, đục đẽo hang đá thành chùa đây là những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn cùng với chùa là những pho tượng phật được điêu khắc bằng đá hoặc trên đá cùng với phật giáo ấn độ giáo hay hindu giáo cũng ra đời và phát triển đây là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người ấn ấn độ giáo thờ rất nhiều thần chủ yếu là bốn thần bộ ba Brahma, thần sáng tạo thế giới. Shiva, thần hủy diệt. Vishnu, thần bảo hộ. Và Indra, thần sấm sét. Đó là những lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi. Người ta xây dựng nhiều ngôi đền bằng đá rất đồ sộ, hình chắp núi là nơi ngự trị của thần thánh và cũng tạc bằng đá hoặc đúc bằng đồng rất nhiều pho tượng thần thánh để thờ, với những phong cách nghệ thuật rất độc đáo. Người Ấn Độ sớm có chữ viết, như chữ cổ vùng sông Ấn từ 3.000 năm trước công nguyên. Chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1.000 năm trước công nguyên. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ, Brahmi, được dùng để khắc trên cột Ashoka, rồi được nâng lên sáng tạo thành hệ chữ phạn Sanskrit được hoàn thiện từ thời Ashoka, cả chữ viết và ngữ pháp. Ngôn ngữ phạn dùng phổ biến dưới thời Gupta trong việc viết văn bia. Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để chuyển tải, truyền bá văn học, văn hóa Ấn Độ. Thời Gupta đã có những công trình kiến trúc, điêu khắc, những tác phẩm văn học tuyệt vời làm nền cho văn hóa truyền thống ấn độ có giá trị vĩnh cửu xuyên suốt thời gian lịch sử của loài người người ấn độ đã mang văn hóa đặc biệt là văn học truyền thống của mình truyền bá ra bên ngoài đông nam á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa ấn độ hỏi trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ấn độ câu hỏi một tại sao nói thời gupta là thời định hình và phát triển của văn hóa truyền thống ấn độ hai những yếu tố văn hóa truyền thống nào của ấn độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào cảm ơn đã xem mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.